Kính chào bà con, ngày hôm nay Thế cùng bà con chia sẻ và giải đáp một số thắc mắc của bà con gửi về cho Thế. Và bà con hỏi là cao su của bà con là trồng được năm rồi, bây giờ mình bón phân như thế nào cho nó đúng cách á. Thì Thế cũng chia sẻ là cây mà cao su trồng được năm rồi thì trước khi bỏ phân thì bà con cũng phải làm cỏ ha. Đó, làm cỏ cho nó sạch, tức là mình dãy cây còn nhỏ thì nên dãy thủ công á, dãy 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 làm cỏ dãy luồn. Nhưng mà nếu mà không có công để mà làm á, thì bắt buộc phải xịt. Thì nếu mà xịt thuốc trừ cỏ thì bà con phải là làm sao đừng cho nó dính vào cái thân cây của cây cây non còn nhỏ và cái lá ha. Nếu mà dính vào nó sẽ chết á. Thì bà con có thể là dùng cái chụp á, khi nào mình phun tới cây đó mình chụp lại cái mình phun, cái xong mình qua cây khác mình chụp lại. Nhưng mà tốt nhất á, là mình phải làm dãy cỏ theo kiểu thủ công là tốt nhất. Còn luồng luồng 6 á, tức là cây cách cây 3 mét, hàng cách hàng 6 mét á, thì cái luồng 6 mét á, thì bà con sẽ là cài cài úp ra úp vô để cỏ nó chết, lấp cỏ lợn chết cũng như nó sẽ tơi xốp cái đất ha. Đó, thì trước khi bỏ phân thì mình phải phải làm cỏ. Rồi làm cỏ thì bỏ phân á, tới giai đoạn bỏ phân thì bà con đầu mùa mưa, đầu mùa bà con sẽ bỏ phân bò ha, phân bò hoặc phân gà. Thì bà con đào cách ra từ gốc ra khoảng 5 tấc, bà con đào theo hình bán nguyệt, bà con bỏ phân cho nó. Nếu mà phân được phân phân quai thì càng tốt, phân quai mục á. Còn nếu mà phân tươi á, thì bà con tưới cái chi cô đặc ma lên để cho nó thời gian sau thì nó cũng quay mục tốt ha. Đó thì đó, đầu mùa bà con bỏ như vậy thì sau thời gian rồi khoảng nửa năm, tức là cuối mùa mưa trong bà con tiếp tục bỏ cho cây một đợt phân nữa là phân hóa học liều lượng thì 150 gram, tức là 1,5 lạng, gồm nó có phân lân, kali, ure, ba thứ có thể liều lượng bằng nhau. Và tốt nhất thì bà con nên mua từng loại riêng biệt à, rồi về mình phối trộn lại với nhau rồi mình bỏ. Thì cứ có thể là một lân, một kali, một ure cũng được, tức là mấy cái nó ngang bằng nhau. Còn hoặc là ure nhiều hơn lân và kali, lân nhiều hơn ure và kali ít hơn các bà con. Đó, thì tùy theo bà con phối thì liều lượng nó là khoảng là đúng là một lạng rưỡi ha. Có nhiều thì cũng 2 lạng thôi, không có được quá, tại vì bà con bỏ cây còn nhỏ mà bà con bỏ phân hóa học nhiều quá thì cây nó sẽ lớn á, lớn mà nó yếu nha, nó lớn nó yếu, nó sẽ gió qua nó cong, nó dễ gãy. Chính vì vậy lúc nhỏ phải bón phải đúng liều lượng, chứ không được là bón không kiểm soát ha, tức là bón nhiều, rất là nhiều là rất là không tốt. Tại vì nó tốt lên bắt đầu nó yếu, cái mình nó yếu, nó gió qua gió lại nó sẽ gãy nè, nó cong nó gãy ha. Mà cái giống mà dễ mà cong dễ gãy nhất á, lúc còn nhỏ trồng kiến thiết rất là cực, đó là giống riêu năm ha, riêu năm. Và BB235 cũng vậy, BB235 mà bỏ phân nó tốt quá đó, nó sẽ dễ gãy lắm, nó quật qua, nó cong cái lá, tàn lá nó nhiều mà cây sức cây chịu không nổi, nó sẽ quằn qua và gió chỉ cần đợt hay đợt là nó sẽ gãy. Chính vì vậy thì chăm sóc lúc nhỏ thì liều lượng vừa phải như vậy thôi. Chừng nào khi cây nó lớn, cái năm cuối mà đến cái thời kỳ để cạo mũ của con muốn bỏ cỡ nào cũng được, chứ còn lúc nhỏ phải đúng liều lượng. Tức là đầu mùa phải bỏ phân chuồng và cuối mùa mưa, đầu mùa mưa là bỏ phân chuồng, cuối mùa mưa là bỏ phân hóa học ha bà con. Mình là còn phải kết hợp giữa phân chuồng và phân hóa học ha. Chứ còn còn cây còn nhỏ mà không có phân chuồng là nó không không tốt, không ngon nha bà con. Nó phải có phân chuồng nó mới ngon, mới tốt tốt cây. Rồi là cái cách chăm sóc bón phân là như vậy hả bà con. Rồi tiếp theo thì
Thấy cũng chia sẻ một cái giải đáp một cái câu hỏi của bà con nữa, đó là bà con sử dụng cái thuốc không miệng cạo mà Thấy có chia sẻ, đó là sử dụng một gói Ridomin cộng một tô mủ, tô đựng mủ, tô sạch á, tô đựng nước sạch á, mình liều lượng bằng cái tô mủ á, rồi nửa gói nửa hũ 2.5, tốt nhất thì 2.5 của viện hoặc của Malai ha. Đó. Hoặc là cây còn non quá thì cũng có thể sử dụng thuốc kích thích 1.25 để mà cho cái cây nó mau không miệng cạo ha, mau không miệng cạo, đặc biệt là cái giống BB260. Và nhiều bà con nói là cũng cũng có một số ít đó, bà con nói là cũng làm theo cách y như cách của Thế á, mà nó vẫn cái giống BB260 nó vẫn chảy mũi dây quá trời, quá vẫn còn quá nhiều và nó chưa hông miệng và nó vẫn là chảy ra đất nhiều. Thì làm sao, thì bà con hỏi có bài thuốc nào hay không nữa hay không, thì Thế cũng chia sẻ thì bà con á, khi mà cái giống BB260 cái mùa này á, nó cái đặc điểm cái mùa này á, thì nó như vậy á, nên bà con ráng cho qua cái thời điểm này cũng như là thời điểm đầu mùa, nếu bà con mở miệng sớm hoặc là trong cái giai đoạn này thì nó là như vậy. Nên á, tốt nhất thì bà con khi mà bà con bôi á, xong rồi bà con cạo á, là bà con cạo theo chế độ đi đi hai ha. Mình lúc đầu mình cạo vậy để cho nó mau dăm cái mũi dây á, nó sẽ mau mỏng lại, cũng như là mình bôi một đợt mà nó chưa thấy nó chưa hông á, thì cách khoảng 2 đến 3 dao mình bôi đợt nữa, 3 dao đi bà con, 3 dao đi hai ha, mình bôi đợt nữa mà nó vẫn chưa có hông á, thì mình bôi thêm 3 đợt, tức là tối đa là trong một tháng á, là 3 đợt ha. Và sau này khi mà nó thông miệng rồi á, thì cứ mỗi tháng lâu lâu á, bà con sẽ thấy có mưa gió đồ mắc mưa đồ cạo bị mắc mưa á, thì bà con bôi một đợt thôi, một lần thôi ha, còn không thì bôi riêng thằng Ridomin thôi nếu mà cạo mủ bị mắc mưa đó, thì nó sẽ và chuyển từ chế độ D3 sang D2 ha, đó là nó sẽ nhanh, nhanh sẽ nhanh thông miệng, còn những giống khác á, thì nó mau thông miệng lắm, chỉ cần lần đầu thôi là nó không. Còn đặc biệt cái giống BB260 thì cái mùa này nó như vậy, thì bà con cố gắng kiên trì chuyển từ chế độ D3 sang D2, và cái đợt đầu mà nó chưa thông á, thì bà con bôi thêm đợt nữa, và từ 2 đến 3 đợt ha. Đó, rồi á, cái miệng cạo á, bà con mở hơi dốc một chút ha, đừng có ngang quá, đặc biệt cái giống BB260 là bà con mở cho nó cái độ dốc nó nhiều nhiều hơn so với những cái giống khác nha. Đó là cái cách mà nó sẽ nhanh chóng mau thông miệng. Thế cũng chia sẻ cùng giải đáp cùng bà con ha. Nếu bà con có những cái ý kiến nào khác nữa, bà con chia sẻ để cô bác ngành cao su, bà con trong ngành cao su mình sẽ vào xem và sẽ biết được những cách hay. Và Thế thì chia sẻ những cái cách vừa rồi để cho bà con cải thiện được cái lô của mình ha. Rồi video đến đây Thế cũng xin phép kết thúc và hẹn gặp lại bà con ở những video khác.